Xin chào các bạn nhá. Hôm nay nhà ông em mình mổ một con lợn, đây là lợn lai, lợn rừng đấy, rất là chất luôn. Con này nuôi lâu chưa? Con này gần 2 năm rồi nhỉ. 2 năm rồi á? 2 năm mới bé tí này á. Con này được 30 cân không? Hai chắc gần 20 cân á. Ôi hiền đấy. Nó quen người lắm rồi, già rồi. Lai lợn rừng à? Lai lợn rừng mà. Nhìn lông sướng nhỉ. Đấy, các bạn nhá, lợn lai lợn rừng cái lông nó đỏ lòm này này. Đấy. Con này con lanh không? Con không cắn à? Sợ nó cắn rồi đấy. Đấy. Hai anh em xử lý cái con này. Nó hiền nhỉ, mày sờ nó suốt hay sao ấy? Con này con cái nhỉ. Phải chói đấy, không chói không giữ được đâu. Mình phải cầm vào cái bụng nó cơ, nó mới không dậy. Không, cầm. Toàn cảnh ở dưới khu nhà mình đây. Đây là nhà dì mình. Có cái ao. Đây. Ao nhiều cá các bạn ạ. Toàn cá thôi, đang quẫy ở dưới. À, đây có mấy giỏ lan này các bạn ạ. Đây là lan trên rừng nha các bạn nhé. Mình không sành với lan nhưng mà đây là lan nha các bạn nhé. Rất là đẹp. Lan này gọi là lan gì đấy à? Tùng. Tùng ơi. Lan này gọi là lan gì đấy? Nhìn hoa đẹp này. Ra hoa vào dịp Tết này. Đây là phi điệp. Phi điệp này, phi điệp tính nhị tím hay phi điệp gì đấy? Vàng à? Nói nó vào nó đạp không, để bắn hết vào, bửng hết cả tí. Có ồn đận bé tí điệp nó teo này mà không xử lý được. Bắn hết rồi à? Hôm nọ con với anh Thái. Thôi, tiết ăn ít thôi. Chọc chậm gì, chọc nó phải đúng. Con đánh tiết canh nhỉ? Cửa phát vào nó phải đọc ra ngay. Đồng rồi. Nặng như vậy. Chẳng lồng nhìn như thú rừng, như con nhím ấy nhỉ. Nhưng mà cái bụng thì giống lợn nhà nhỉ. Lông thì lại lông lợn rừng đoạn bên trên. Cái bụng này lợn ta. Bên dưới nó không giống lợn rừng. bên trên thì nhìn lông rất là chất luôn. Để cắn nắp thôi. Phải pha thêm nước có chứ. Không có. Thả cá thôi đi. Kệ. Lâm một tí thôi, lâm tí xong rồi lội. Cho giò vào. Thử nhổ cái đoạn đầu như thế nào, có ra chưa? Ra luôn. Rồi đấy. Này ăn lợn nữa, ăn nguyên lợn thôi. Ăn nguyên lợn thôi, nó mới ngon, có cá vào nó lại tanh. Đi làm thịt gà. Quay đi. Bình luận đi nào. Các bạn theo.
như lợn dọc trắng luôn nhỉ. Đây là toàn cảnh cánh đồng nhá. Đấy, ở trên này vẫn còn đi bừa thủ công như này này các bạn ạ. Dùng trâu ấy bừa này. Sao không cày lên không mấy bừa à, thím? Cứng lắm à? À. Đấy. Ở dưới làng mình thì ruộng rất nhiều nha các bạn nhé. Trước mình ruộng nhà mình ở dưới kia. Trước mình đi bừa cái này. Đây là vùng quê ở dưới nhà mình nhá. Trên này là đường cái này. À, thím làm nhá. Đó. Đi chơi đã. Đi ăn lợn Tết. À, đây có một cây lúc lắc rất là to này các bạn ạ. Đây là cây lúc lắc mà hôm qua tôi đã quay ở trên chợ ấy. Đây chính là cây lúc lắc nha. Mùa này nó rụng hết lá rồi. Cái quả lúc lắc thì ăn được. Còn cái vỏ này thì làm thuốc này. Ở dưới mình hay lấy cây vỏ này làm thuốc nha các bạn nhé. Đây này. Đây mọi người cũng lấy làm thuốc này. Mình thì không biết là thuốc gì, nó có nhiều công dụng lắm. Có thể là lấy cái vỏ này để tắm cho trẻ em cũng được. Đấy. Và một số loại nữa mình cũng không nắm rõ được. Cây lúc lắc thì quả ăn rất là ngon. Dạ sao? Vậy chính thức mình ra tay nhé. Hôm toàn xem. Đang ở đâu đây? Ờ thế hôm nay ở trên này có nhảy được không? Rung dài mét. Chui trong cả trong này. Thấy mình chuyên nghiệp không? Quá siêu. Nó phải thế. Em chưa làm này. Ôi mổ ra nhìn như con chuột đây nhỉ. Bây giờ làm những món gì? Luộc với lại nướng. Cứ phanh hết ra nhá. Chế biến chặt xương trước nhỉ, còn mình trước ạ, xương đủ, xương canh đủ, có đủ không cần ấy đâu mà không nhựa mà không cần, chỉ bỏ hạt thôi, đủ bỏ mỗi hạt thôi. Đu đủ ở nhà trồng được, mày cứ cho thoải mái đi. Ui, cái này bắt kẹo này, thôi là miếng thịt thấp nha. Thấy chưa ạ? Bắt kẹo được cả nắm luôn, không mà tuốt nhỉ. Ăn cả tía luôn. Nướng thì lại không có chỗ nào để nướng. Ăn tía lợn không mày? Đây, quả này không cần lấy luôn này, ngon lắm này, kẹo này. Cứ thế này cho vào luộc. À, khó nhỉ, đứng bên đấy anh.
Bữa này đang có anh em mình sẽ nướng cả tảng này nhá. Thôi để ra Tết thôi. Nướng xiên thì ăn nhiều rồi. Bây giờ nướng cả tảng này thái chấm ăn từng miếng miếng nó mới chất. Con lợn nó không kén gia vị đấy mà. Có cần mắm không? Em lấy cả lượng mắm. Không lấy được mắm không? Một canh hay là có nhà không có cái máy xay à? Nghiền đấy. Không có rồi. Phải đập thì cũng được. Một bát tiện tiện lợn. Không có nhân đâu nhỉ. Riêng này, xả bón mẻ nhá. Có củi thì sống rồi nhá con. Mẻ này là nhà nuôi được. Ít chuồng. Được ít. Đấy, cho ít mì chính nha. Muốn nấu ăn, bí quyết nấu ăn ngon là phải cho mì chính nhiều nha các bạn nhá. Chính nhiều nó ngọt đấy. Ngọt hết đúng không? Đấy là món gia truyền đấy. Ajinomoto nó quảng cáo thế mà. Muốn nấu ăn ngon thì phải có bột ngọt. Không dám uống ấy. Uống vào đau, đau người. Uống vào ông cao huyết áp không chịu được. Cao huyết áp phải lên trên. Nếu mà nó tụt thì còn uống rượu vào cho nó tăng lên được. Nhưng mà cao thì chịu rồi, cao thì không kéo, không có thuốc gì để kéo xuống, không có rượu nào kéo được. Ô, có cách kéo được mà. Kéo xuống thì khó. Nó đã lên thì như rượu ngay. Bây giờ khoa học nó huyết áp tăng lên là nó rút bớt máu trong cơ thể ra. Khi nào nó xuống nó lại bơm lại. Rút huyết áp là nhiều máu mà. Áp suất máu nhiều rút bớt ra. Bơm mới nhẹ nhẹ. Còn tí sườn đấy. Cái này để tí chặt ăn nó mới ngon. Alo. Ăn ít. Cái này là mâm nhân tiết canh nhé. Canh thì ở trên mình hay chơi chín xong rồi mới đánh nhân chín. Nhiều nơi là hay luộc lên chín xong là băm. Nhưng mà ở đây mình thì hay rang nhân lên thì nó mới thơm. Thoải mái. Mình trẻ là mình phải làm cho người già ăn. Mày không lấy vợ đi mẹ. Mấy nữa cháu bằng nào làm cho ăn đấy. 30 tuổi rồi đấy. Cái cây tre để ấy đâu rồi? Để nửa kẹp thịt nướng đâu rồi? Ôi. Lấy cây tre về đây để anh trẻ. Chưa lấy được à? Đây là đu đủ nhà nhá. Đấy, đu đủ nhà trồng được. Cái này là canh xương các bạn. Món này mình không bóc đu đủ thì không nên bóc. Bóc ăn nó mất ngon.
mất cái thuốc, cái nhựa của đu đủ này nó là thuốc chống ung thư nha các bạn nhé. Đu đủ thì chỉ bỏ hạt thôi các bạn. Đấy, hạt rất nhiều. Cái gì chú? Cây tre à? Ừ. Được. Đu đủ phải thái miếng to thì tí đun nó mới không bị nát nha các bạn nhé. Ở quê thì được cái là rất là tiện, có tre nứa sẵn. Bây giờ mình sẽ bổ cây tre này ra để mình kẹp cái này để nướng nha các bạn nhé. Thịt lợn nướng cả tảng đây nhá, kẹp vào tre này các bạn ạ. Đấy, kẹp vào. Quê mình thì hay nướng kiểu này các bạn ạ. Đấy. Kẹp này nướng thì thôi rồi. Miếng này nó hơi to nên là kẹp nó hơi vướng. Nướng to này ăn nó mới chất. Đấy. Buộc vào. Đấy, đây là một miếng thịt nướng cà tảng nhé các bạn nhé. Đây đã. Tiếp một chiên nữa. Rồi. Như vậy là sau một thời gian thì mọi thứ đã gần như chuẩn bị xong rồi các bạn ạ. Bây giờ là mang đi nướng thôi. Ồ, bếp này. Nướng được không đây? Than kém lắm. Lợn nướng cà tảng siêu ngon, siêu to khổng lồ. Bây giờ chắc cũng tầm 10 giờ rồi mà. Nướng nha các bạn nhá. Đây là nhân tiết canh nha các bạn nhá. Đấy. Nhân tiết canh mình băm nhỏ xong là băm sống, xong là mình rang như này nó mới thơm này các bạn ạ. Đấy, cái sả này nó cháy nó dậy mùi rất là thơm các bạn ạ. Còn đây là món thịt lợn dạng hấp, vừa hấp vừa luộc nhé. Đấy. Ok. Cho nhỏ lửa thì đấy, ăn kèm thịt lợn thì có món rau sống này, đây là húng trâu, húng bò, các loại húng rất là thơm. Đây là thủ lợn với bốn cái chân, cái đuôi nguyên con để cúng báo tổ tiên để làm người tết. Thế thôi nhỉ. Còn bên này nữa à? Bên này là thịt lợn. Hết tuần hương rồi, có khi bỏ ra được rồi nhỉ? Chú nhỉ? Trong nhổ rau sống đi nhé.
tiết canh. Tiết canh lợn. Có được không? Được chứ. Úi vào. Ấy vào mà. Đâu anh? Đấy. Anh đánh mà không vào. Mình không để ý cái cháy mất. Tí nó mới giòn các bạn ạ. Tí cái này cạo đi nó mới giòn. Được đấy nhỉ. Đi lấy lên thái đi nhỉ. Quay luôn. Nóng à? Cái đấy nóng đấy. Cầm hai xiên. Chú cầm hai xiên lên. Mải nghịch gimbal quá nên là cháy mất thịt. Đấy. Đây là thịt lợn bản nha các bạn nhá. Bước mới ngon này nhỉ? Bước. Đấy lắm. Cho đi à? Tưởng là cho lá chuối xong rồi mình cho lên mâm này này. Đấy. Thì không bằng mẹ không ngán đâu. Để cháu gọi. Chết rồi, cái mất cái này trễ đấy nhỉ. Cái này quên bổ phải không? À, không thấy. Nó to. Cái này là bé tí. Mỗi người miếng rồi đấy anh ạ. Đấy, hít một ít thôi. Món này món ít nên là phải chia nhau nha. Cái này đến là nó thơm đấy. Mỗi người một miếng thôi. Cái này thái đủ bao nhiêu người thì bấy nhiêu miếng. Đây là thịt nướng hơi cháy nhưng mà chín kỹ. Vàng đấy được. Chín kỹ. Được. Quả này tí cạo cạo đi nó vàng mà. Đúng chất. Nhưng mà thái miếng to này thôi. Thấy nhỉ? Thái miếng to nó mới ngon. Ui, thịt lợn bản. Ơi. Nó không có tí mỡ nào dính luôn nha này. Dừng đấy. Nha. Đây. Đây nha, không có tí mỡ nào nha, nó vẫn mang tính chất thuần chủng của lợn rừng nha các bạn nha. Làm miếng đã. Cô em cũng làm miếng phát. Đấy, à. Ăn vụng này mới ngon này. Đấy. Đây là lợn, đúng là lợn lai lợn rừng nha các bạn nha, không có tí mỡ dính mấy nha. Đấy, bình thường lợn mỡ rất là nhiều luôn. Ôi ngọt anh ạ, thơm. Làm miếng ạ. Đó lắm rồi. Mời cả nhà nhá, mời mọi người ăn nha. Thấy không? Mình ăn nó sướng đời không? Đấy, nó rất là thơm, ngon. Không ngấy tí nào, bởi vì nó không có mỡ các bạn ạ. Mình cắt cơn. Đấy. Đấy. Mình thịt này cũng ngon đấy quá. Ngọt hết. Quá đỉnh nhỉ. Quá đỉnh luôn, cứ ngon nhỉ. Cứ dạ dày ngon lắm anh ạ. Cái da nó không dai tí nào luôn. Vừa tầm. Cái con nó phải tầm hơn 2 năm vừa da giòn sần sật luôn. Nó không dai mà nó giòn anh ạ. Trước em mổ một con to. Thôi cái này nó ngon rồi. Sần sật à. Cực ít mỡ luôn nha các bạn nha. Trứng to này em mới sướng mồm. Thịt phải thái miếng to. Uống bát nhé, uống rượu một bát này nhé. Ăn miếng thịt to phải uống bát rượu lớn. Đấy. Chắc hai mâm rồi. Chứ lợn bản mỡ nó nhiều lắm nhá. Con này nó cái mỡ nó nhìn nó không ngấy tí nào nhỉ. Nhìn mỡ nó mượt chắc, mỡ nó săn chắc này. Cái này phải
chơi ra mâm thật đấy anh ạ. Đi vào đi. Đi vào cả bác trai bác gái. Không được chú ạ. Đi. Thịt nướng nha các bạn nha. Thử miếng. Không kích được luôn chú ơi. Không kích được đâu ạ. Thử miếng bì. Cái đấy nó bị lỗi thì phải để 3 ngày sau mới kích lại được cơ. Vâng. Ngon đấy. Còn không phải đổi cái sim khác. Ui ăn nó thơm. Úi, thái nó kìa sật sật này mới ngon. Da giòn lắm. Úi, chỗ đấy nó mình hơ được cái nó phồng lên đấy, giòn. Ăn đi. Đấy, ăn vụng mới ngon. Dầu thủ kho no nhà bếp. Đĩa nào ra đĩa đấy. Hôm nay thịt ăn ngập mồm. Đầy quá. Thịt lợn nướng cà tảng nha các bạn nhé. Siêu ngon. Hôm mình quên không cho ớt nhỉ. Thôi tí chấm. Thấy xương, xương giòn đấy. Này nướng một tí là nhai cả xương đi nhé. Bỏ xuống đất đi. Có hết rồi. Tạm tạm. Thời xưa ăn ấy. Úi cái này. Rồi. Ngon đấy nhỉ. Có lấy nét này. Đấy. Đấy. Cái này ngon. Ngon thật luôn. Làm miếng. Úi giời. Úi giời. Úi giời. Nó bỏng đấy nhỉ. Vừa thái vừa ăn này ngon thật nhỉ. Tí lên mâm lại nó nguội đi lại, ăn lại bình thường. To đấy, to đấy. Thái to. Dày dày là được. Vừa mồm. Ăn nó phải chun mồm chun miệng. Anh em mình phải làm cái chỗ bì này nhỉ. Ăn thế thôi. Ăn thế. Tí lên mâm lại chả ăn được. Giòn. Ngon. Đây là tung trần. Chuyên chê nướng chi chê nướng rô phi nướng. Bây giờ là ngon. Phải còn lại thái to đấy. Dày dã man. Quay nó phải thế anh ạ. Đây. Quay miếng nào nó phải đây. Lăn đây. Miếng này nó phải dày bằng một ngón tay nha các bạn nha. Thế giờ chất. Ăn thế nó mới sướng. Còn cái gì thái nữa không? Không. Rồi nhỉ, cho lên thôi nhỉ. Đấy à. Chất canh cứng đét nhá. Đấy. Chất canh đánh như này mới ngon nha các bạn nhá. Nhiều nơi mình thấy là toàn băm nhân chín xong là mới cho vào nên là nó không thơm. Đấy. Cái xả khi rang cháy lên nó thơm á. Ăn máu cho nó đỏ. Thôi cậu Hoàn đi đâu ấy? Một chiếu á? Ừ. Xem. Hết nhà trồng được. Còn ai nữa đâu? Hết rồi. Còn ba hộ bảo lên thì ba lại không lên nữa thì đâm ra là thôi dồn tất vào này rồi. Đây là bữa cơm Tết vùng cao các bạn nhá. Ôi đũa. Thịt lợn hôm nay chỉ bón thịt lợn với rau xanh thôi. Cái này không phải rau xanh mà là rau trắng. Rót rượu đi, uống ly rót bao giờ mới hết. Cốc thì mỗi người một cốc, hết thì rót, đỡ phải mất công rót. Ngon thì vừa có tốn. Hôm nay con lợn bản của mình chế chỉ có món canh xương này, tiết canh này, thịt hấp này, lòng, thịt nướng, nướng cà tảng ấy. Đấy, nướng táp ăn nó mới chất. Đấy, cái bắp cải.
Còn cái món này thì không thể thiếu này. Món này là món nước nói nên là không thể thiếu trong mỗi mâm cơm ở trên vùng cao nha các bạn nhá. Đây, cái bát này mới là bát đặc sắc này anh ạ. Đây mới là chất này. Đây. Đấy, các bạn có bao giờ ăn những cái bát canh bát tiết canh to như này chưa? Đấy. Bát này nó khủng luôn. Bát tiết canh khổng lồ. Rồi. Miệng kia nó không chảy. Ai uống bao nhiêu uống mà. Tiên nhất rồi, ép nhau làm gì? Tang nó sản xuất hay sao ấy? Thôi kém chất lượng. Chung là bác xuống đi bác. Mẹ ơi còn uống nữa. Rượu chè bây giờ uống ít thôi. Uống nhiều thì say chết đấy. Đây, tôi rót vào đây. Hay lấy cái bát tô đi. Lấy chia đi. Mọi người không cần đâu mà. Không có cái Âu à? Ê, phổ có nhỉ. Âu có thì bác em bác. Cái bát tô. Uống mất rồi. Đúng rồi. Bên anh rót một chiều này này nhá. Rót vào cái vòi kia này. Đây, rót chiều này nè. Để đua đây nào. Dằm cái ớt này ra nhỉ cậu nhỉ? Đấy. Cháu một đồi cháu dằm ớt ra. Đấy. Cứ chụp thoải mái. Giờ ăn uống cũng phải lên sóng. Video này vừa nấu rồi nhỉ? Vừa nấu. Anh ơi. Ớt này vẫn là cay này. Đấy, cái bỏ đấy, tí cái này kéo sang đây. Ui, nhiều lắm. Rau là ít rồi. Bày ra hôm nay ăn hết có được bát. Không lên đi. Ăn không hết mai ăn tiếp. Ba con nó tiếu. Mua đấy, cà này cho bác uống. Thôi. Nào. Rồi, rồi, mời đi nhỉ. Kết thúc cái năm cuối, hay gọi là cơm tân niên. 30. Giới thiệu với mọi người đây là nhà ông chú rể mình nhá. Còn bên đây là cậu út đấy. Đây là cậu út này. Đây là chú rể nhá. Kia là bà già mình. Là hai ông em. Mời mọi người uống rượu cùng với gia đình mình nhá. Mời mọi người nhá. Tùng Trần, bên này là Quang Vũ Vlog. Anh em nếu mà muốn xem về rừng núi thì sang Quang Vũ Vlog nhá. Trên rừng núi bản sắc dân tộc mây mưa sóng nước. Nói chung là toàn ở trên vùng cao thôi. Bây giờ làm thế nhỉ? Có tường cạn hết luôn nhá. Tường làm phát hết này. Rồi mời ra cả nhà nhá. Rượu này là rượu nếp không cao được đâu. À, tiên nhất rồi uống từ từ rồi các bạn nhá. Uống nhiều say chết đấy. Giờ phải làm một miếng thịt lợn lợn rừng này. Không ăn được chấm đâu nhỉ? Ăn dằm à? Thịt này nhất này món này mới giòn này. Ý. Đây này là bì lợn có cả nầm luôn, có cả nầm luôn nhá. Còn phần lấy mẹ con thoải mái mà đây thịt luộc này. Ô, thịt luộc đấy. Bát canh nữa nha. Anh còn nhớ về bát canh. Giờ còn cấp cứu buồn lắm nhỉ. 30 Tết rồi vẫn còn biu biu đấy. Ba con nha, hai con luôn. Vâng. Ăn lại xếp kiểu đấy. Chặt hết vào đây cho nó. Lấy cái này cũng làm miếng thịt lợn bản. Được. Con này lai lợn rừng ngon đấy. Không có mỡ tí nào. Con này mà quay thì ăn nó dai lắm. Nó không có mỡ ấy, nó dai. Tính cái loại này chỉ có nướng kiểu này xong rồi ăn luộc hấp thôi, bởi vì nó vẫn thuộc là dạng lợn rừng. Ê bê, úi em làm thứ hai chứ đừng miếng nào nữa, tại hôm nay ăn vụng bây giờ thiệt. Bữa nay ăn rồi thôi. Hai bà, hai chị em này, giống nhau
Bạn thấy mẹ mình với bà dì có giống nhau không? Đấy thôi. Cách nhau 10 tuổi đấy nhỉ? 10 hay bao nhiêu tuổi? Mẹ hơn dì Hiền mấy tuổi? 10 tuổi à? 54, 64 thế đúng 10 tuổi. Đấy. 11 tuổi. Cậu Hoan là 68 nhỉ? Ông già mình thì cao huyết áp nên là hôm nay ở nhà không được, không đi ăn cỗ được. Hôm nay nhưng mà bố cháu chứ con ra bồ to quá chọc tiết không hãm được. Không phải làm miếng lòng này. Không hãm được, chẳng qua là trông nhiều muối quá. Thế hơi vẫn đông rồi đây. Bố làm bao nhiêu lần rồi bố? Thôi, không được thôi, đỡ phải ăn nhiều. Là sao? Nó thành nghề kém. Thành nghề kém. Không nói. Anh chọc. Rồi, có lẽ mình review đến đây rồi nhá. Anh bây giờ tập trung vào ăn uống. Rồi đầu xuân năm mới Trường Lý xin chúc tất cả quý vị khán giả của Trường Lý luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công nhá. Mình cũng xin phép kết thúc video ở đây. Các bạn thấy video mình có các món ăn ngon thì like cho mình một like nhá. Và đặc biệt là đăng ký kênh ủng hộ nhá. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.